Thủ thuật Affinity Designer trên iPad hôm nay chúng ta sẽ tạo một cái hoa văn bằng tính năng Symbol. Đầu tiên, mở Affinity Designer trên iPad, nhấn dấu cộng và chọn New Document để tạo một file mới. Nhấn OK. Hiện tại chúng ta đã có một cái file mới. Sử dụng công cụ Rectangle Tool để vẽ một hình vuông. Bạn giữ thêm một ngón tay để chúng ta sẽ có được một hình vuông. Bây giờ chúng ta đã có một hình vuông trên màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ biến cái hình vuông này thành symbol. Và mở bản lệnh symbol. Nhấn cái nút Reference và chọn Add Symbol from Selection. Trong bản lệnh symbol chúng ta đã có được một symbol. Nhấn giữ symbol và kéo nó vào canvas. Bạn di chuyển cho nó snap vào cái cũ. Và chúng ta lưu ý là nhớ bật snap. Như vậy là chúng ta đã có hai symbol. Kéo và giữ hai ngón tay trên màn hình để chúng ta nhân bản nó trong lúc di chuyển. Chúng ta được ba symbol. Bạn chọn ba symbol và kéo tiếp, giữ hai ngón tay trong màn hình, chúng ta sẽ có 6 symbol. Và tương tự, chúng ta sẽ có 9 symbol. Bạn có thể làm tiếp nữa, nhưng mà tôi muốn làm tới 9 symbol thôi. Và ở đây thì khi các bạn mở cái layer, các bạn sẽ thấy trong đó có 9 symbol. Ở đây chúng ta sẽ chọn một symbol ở bên góc bên phía tay phải và chúng ta sẽ điều chỉnh màu. Đầu tiên là các bạn sẽ cho nó là không có đổ màu. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ cho nó là cái đường viền nó có màu đen để có thể nhận ra được cái biên giới. Trong cái bản lệnh layer, các bạn mở layer ra và chọn bên trong cái symbol. Chúng ta thấy có một symbol và chúng ta chọn cái layer nằm bên dưới, xỏ layer ra như hiện tại bây giờ. Chúng ta đang thao tác bên trong của một symbol. Như vậy chúng ta chọn cái công cụ là Pencil Tool, là cây viết chì. Các bạn vẽ. Tôi lấy ví dụ chúng ta vẽ cái này. Và sau đó các bạn có thể vẽ một cái theo hướng ngược lại. Là cái này. Bây giờ ở trong symbol thì các bạn sẽ thấy nó có một cái ba cái layer con, một cái là hình vuông và hai cái là cái nét mà các bạn vừa vẽ. Bây giờ chúng ta tắt hình vuông đi để thấy được cái hoa văn. Tại hiện tại vì hoa văn như thế này. Tất nhiên là trong lòng cái symbol này các bạn có thể điều chỉnh vị trí của nó. Khi chỉnh một cái này, những cái kia ta sẽ đi theo và có thể là tăng giảm. Thậm chí là bạn có thể điều chỉnh cả các nốt bên trong của một symbol. Xóa bớt nốt. Và chúng ta sẽ chỉnh cho nó mượt mà hơn. Bạn có thể để cho nó xuất hiện tiếp tiến. Tất nhiên là một cách tương đối thôi, để cho cái đường nét nó còn giữ được cái độ tự nhiên của nó. Nếu bạn chỉnh nó quá tuyệt thì nó sẽ trở nên giống như những cái đường vẽ bằng máy. Và chúng ta sẽ không còn được cái nét tự nhiên.
Thế là chứng mã ta đã có được cái mẫu hoa văn trên màn hình. Bạn có thể điều chỉnh cái nhỏ theo cách tương tự. Cho nó ngoéo vào. Mình có thể cho nó ốm đi hoặc là xoay nó. Cho nó lớn ra. Lưu ý là chỉnh một cái này thì những cái kia nó sẽ di chuyển theo. Đó là tính năng của symbol, bạn chỉ cần chỉnh một cái. Bạn có thể là tăng giảm cái độ mập của đường nét. Có thể là đổi màu. Cho cái lớn nó nhạt đi, cái nhỏ nó đậm hơn để khỏi tranh chấp. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái hoa văn mà bạn có thể tạo ra một cách rất là dễ dàng bằng tính năng symbol, tính năng symbol trong Affinity Design. Mà có thể làm nhiều cái symbol nữa để cho cái vùng hoa văn nó được nhiều hơn, và sau đó chúng ta chỉ cần chỉnh một cái và những cái khác nó sẽ thay đổi theo.